Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng đông nằm ngay mặt tiền kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, mặt tiền con đường nhựa Đức Thuận quý anh chị nhé, đón đầu ngay cổng khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Và trên con đường này thì có điện 3 pha, có nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động hai bên đường. Cho nên với cái vị trí trên mặt tiền đường này thì chúng ta mua mình có thể là buôn bán kinh doanh đa ngành nghề, hoặc là chúng ta có thể xây phòng trọ cho thuê được quý anh chị nhé. Vị trí ngày hôm nay là một lô đất hướng đông rất là đẹp, mát mẻ, nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Diện tích là ngang 5, dài 58, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý rõ ràng. Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường nhựa Đức Thuận, con đường nhựa rộng 10m. Đón đầu ngay cổng khu đô thị, khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, chạy thông ra tỉnh Lộ 9. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay có giá là 3 tỷ 650 triệu cho diện tích ngang 5 dài 58, tổng diện tích là 292m2 quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Và chúng ta mua trên mặt tiền đường này thì mình có thể là buôn bán kinh doanh đa ngành nghề, như là mình có thể là bán tạp hóa, bán quán cơm, thuốc tây. Nói chung là với cái vị trí này mình có thể là kinh doanh được rất là nhiều các mặt hàng. Và nó đón đầu ngay cổng khu dân cư, khu đô thị Cát Tường Phú Sinh. Và với diện tích ngang 5 dài 58, 292m2, chỉ có 3 tỷ 650 triệu mà thôi. Giá này là giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên quý anh chị nhé. Mình ra mặt tiền đường này mình mua nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều ở so với trục TC1 của Cát Tường Phú Sinh. Mà phía ngoài này nó lại còn được diện tích dài, chúng ta có thể là vừa buôn bán kinh doanh vừa ở được quý anh chị. Phía sau mình có thể xây nhà ở và phía trước xây mặt bằng kinh doanh. Chỉ có 3 tỷ 650 triệu mà thôi. Chủ đất xây ranh gạch rất là rõ ràng rồi. Ngay mặt tiền đường nhựa Đức Thuận này quý anh chị nhé, một lô đất rất là thoáng, sạch sẽ, mình có thể là mua để dành, mua để đầu tư sinh lời hoặc an cư lập nghiệp. Chạy thẳng về phía trước 100m là ra ngay con đường tỉnh Lộ 9. Mình quẹo tay phải là hướng đi lên trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa. Quẹo tay trái là hướng đi về ngã ba Mỹ Hạnh đó quý anh chị. Còn chạy thẳng đi vào bên trong là đi vào khu đô thị du lịch Cát Tường Phú Sinh rộng 107 hecta. Cho nên là Biển Xanh thấy cái vị trí này mình mua sở hữu, kinh doanh buôn bán được rất là nhiều các mặt hàng cũng như là đầu tư. Và so với mặt tiền trục TC1 của Cát Tường Phú Sinh thì nó rẻ hơn rất là nhiều quý anh chị. Ngang 5 dài 58, 292m2, thổ cư 100%. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến lô này thì hãy gọi cho Biển Xanh để sở hữu nhé. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video giá rẻ mới. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.